Chúa nói với tiên tri Ezekiel: chính ta sẽ chăm sóc đoàn chiên của ta. Nên nếu bây giờ anh chị em đọc ngược lại một vài câu thì thấy Chúa nói mạnh lắm: ta chống lại các mục tử và ta đòi lại đoàn chiên của ta. Nó sao kỳ vậy? Sao mà Chúa lại đòi lại đoàn chiên? Hóa ra là vì mấy ông mục tử thời bấy giờ làm ăn không ra gì, chăm sóc cho chiên thì không chăm mà lo cho bản thân mình không à. Chiên béo tốt thì làm thịt thưởng thức, chiên nghèo khổ lạc lối thì chả quan tâm. Và như vậy thì ở trong hội thánh nó không phải chỉ là tội của giáo dân đâu mà còn là tội của hàng mục tử. Và ngày hôm nay cũng vậy thôi. Đức Giáo Hoàng Francisco rất nhiều lần cảnh giác các mục tử chúng ta về những tội mà Ngài gọi tên rất là rõ là sự lạm dụng quyền bình, là những tính toán thế gian ẩn nấp dưới chiêu bài thiêng liêng, là thứ chủ nghĩa nghề nghiệp, coi việc làm mục tử như là một cái nghề để kiếm lợi, kiếm sống cho bản thân. Đức Giáo Hoàng cảnh giác chúng ta. Thế cho nên tất cả chúng ta dù là giáo dân hay là mục tử phải thường xuyên hoán cải mới có thể làm chứng cho vẻ đẹp của tin mừng được. Anh chị em biết, số người theo đạo Công giáo càng ngày càng thấp đi, càng ít đi. Và vì người ta không nghe được tiếng Chúa, mà người ta nghe tiếng Chúa của ai? Qua những người đại diện cho hình ảnh của Chúa, là những người mục tử hôm nay, là những linh mục của Chúa. Có thể vì một phần càng ngày càng có ít những người đi theo Chúa để sống cuộc đời mục tử. Nhưng mà một cái châm biếm thứ hai cũng có thể xảy ra là gì anh chị em? Mà là sự thật. Đó là vì càng ngày càng có ít người mục tử nhân lành thật sự. Tôi nghe một câu nói này rất là nhột anh chị em. Đức Thánh Cha Ngài nói: giáo hội chúng ta không có thiếu linh mục, giáo hội chúng ta thiếu người linh mục nhân lành và thánh thiện. Nghe khiếp không? Mình nghe mình cũng sợ. Anh chị em hiểu, nhiều bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay mất niềm tin vào giáo hội lắm, mất niềm tin vào linh mục của Chúa, vì linh mục không làm gương. Đức Thánh Cha tặng cho chúng tôi anh chị em vào ngày lễ dầu, khi tôi dự lễ dầu ở Roma thứ năm tuần thánh vừa rồi, sau lễ Đức Thánh Cha tặng cho tôi cuốn sách Linh Mục Hãy Là Người Làm Chứng Đừng Là Người Làm Việc. Kinh khủng, cuốn sách đó dày vậy. Tôi về tôi đọc được một nửa. Hãy là người làm chứng chứ không phải là người làm việc. Cám dỗ của chúng tôi là gì? Làm để khoe mình, làm để chứng tỏ mình giỏi, làm để được việc, chứ không phải là làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nên nhiều khi họ thấy nơi linh mục chúng tôi đó cái sự nóng giận, cái sự thiếu kiên nhẫn, cái việc mình không có cho người giáo dân thấy được Chúa là lòng thương xót, mà mình chỉ trừng phạt thôi, mình lên án thôi, mình chê trách thôi, mình bắt lỗi thôi. Giáo dân mất niềm tin. Ngày hôm nay người tín hữu mất niềm tin nhiều lắm anh chị. Và đó một phần là lỗi của chúng tôi, lỗi của chúng tôi. Mình không làm chứng được lòng thương xót của Chúa. Vì giáo hoàng đầu tiên Ngài căn dặn chúng ta phục vụ làm sao? Phục vụ một cách tự nguyện, đừng có làm vì miễn cưỡng bất đắc dĩ, đừng có ham hố lợi lộc chức quyền, đừng có lấy quyền mà thống trị người khác. Đấy không phải là mục tử của Chúa Giêsu, và không ai thấy Chúa Giêsu ở nơi những con người như vậy cả. Chúng con phục vụ quản trị cộng đoàn như thế nào để người ta thấy Chúa Giêsu ở nơi chúng con? Và nhất là chúng con cùng với toàn thể giáo hội loại trừ cái óc giáo sĩ trị ra khỏi giáo hội,
tuyệt đối. Lấy quyền mà dọa nạt, rồi la lối, rồi mắng mỏ, rồi đe dọa, rồi vạ tuyệt thông. Tất cả những đó là những cái lỗi thời và sai tinh thần phúc âm, và làm cho người ta không thấy được Chúa Giêsu nơi con người của mình. Mà như vậy thì không bao giờ có thể loan báo tin mừng hay truyền giáo được. Dứt khoát loại trừ óc giáo sĩ trị. Chúng ta là những con người không xứng đáng. Hãy nhớ cái điều đấy, để khiêm tốn hơn, để phục vụ như một tôi tớ.